Những ngày này, xí nghiệp thủy lợi Ứng Hòa đang vận hành 15 trạm với 86 máy tiêu nước ra sông Đáy, sông Nhuệ với tổng công suất khoảng 60 mét khối ngày, đồng thời cho vận hành một số trạm bơm tiêu nước nội đồng ở các vùng trũng thấp. Tổng lực lượng là để trực 24/24 tại chỗ. Thứ hai là sau khi có công điện thì ngày 23 đầu là chúng tôi cho bơm nước điện. Báo cáo đồng chí là nước bơm điện đầu tiên nó chỉ có 3,2 thôi, mà theo quy trình là 1,8 phải vận hành. Nhưng vậy liên tục nhà đầu tiên là cao nhất là 26 máy. Và đến thời điểm bây giờ thì nước đã xuống thì chúng tôi vẫn đang vận hành các trạm bơm liên tục để phòng chống lũ bão thiên tai về cho phía Bắc huyện Ứng Hòa cũng như mà nội thành Hà Nội và các huyện lân cận của thành phố Hà Nội. Để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân trong mùa mưa lũ, huyện đã chỉ đạo 29 xã thị trấn chủ động triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn theo từng cấp báo động. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Thực tế, các xã thị trấn đã triển khai khá chu đáo phương châm này với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Trong công tác chuẩn bị tốt thì những cái trạm bơm giã chiến của thôn của xã cũng phát huy tác dụng tiêu úng tốt, không gây mất mát gì cho nhân dân, thường xuyên làm các tuyên truyền thông qua các cái hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn. Thứ hai là cán bộ làm công tác thủy lợi thủy nông của thôn trực tiếp, những công trưởng thôn, công đội trưởng sản xuất cũng đi trực tiếp và khuyến cáo nhân dân để nhân dân biết phương án phòng chống lũ bão mỗi thời điểm. Cái lượng nước ở trên địa bàn huyện cũng đã rút cơ bản là đảm bảo cái công tác chống thời gian vừa qua, và cái theo cái tình hình dự báo cái thời gian tiếp theo thì khả năng sẽ có một đợt mưa lớn tiếp theo. Thì ủy ban nhân huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã, các hợp tác xã chủ động công tác phòng chống ứng phó, thường trực 24/24 để có cái xử lý kịp thời các tình hình về ngập úng cũng như là sự cố về đê điều trên địa bàn. Với việc chuẩn bị chu đáo, huyện Ứng Hòa luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống lũ lụt, úng ngập xảy ra trên địa bàn với tinh thần không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.